Anh em muốn tìm ngay một giả lập cực ngon, cực nhẹ và cực mượt cho PC và laptop của anh em, truy cập ngay dưới phần mô tả của video này để mà tải ngay cho mình cái phần mềm giả lập cực kỳ nhẹ, cực kỳ mượt, cài đặt cực kỳ nhanh chóng và đơn giản. Click và tải ngay anh em nhé. Ok, và chào mừng anh em đến với video review game mới của kênh Review Game. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái con game được sản xuất bởi những cái nhà phát triển tựa game Play Together. Con game này hiện tại khá là hot anh em chứ không phải là đơn giản. Tựa game thì có mặt trên store của Việt Nam, không cần fake IP hay chuyển vùng. Trên Android và iOS anh em có thể là lên store của hệ điều hành tương ứng để mà tìm cái tựa game này nhá. Con game có tên đầy đủ đó là Demian Saga. Ok. Một cái tựa game kiểu gacha đây anh em, gacha đi ải. Game còn kết hợp với cả idea đánh tay offline nhận quà. Tại thì cái xu hướng game bây giờ là hầu như là game nào nó cũng sẽ có cái kiểu offline nhận quà anh em nhá. Không game nào là không có cái tính năng đó anh em ạ. Ok, nói chung là game thì là một dạng game thu thập thẻ tướng, sau đó thì chiến đấu đi ải thôi anh em, rất là quen thuộc. Con game này sở hữu cái đồ họa 3D thì khá là đẹp mắt và tạo hình nhân vật cũng rất là ok nha. Game vẽ, hình ảnh vẽ của nhân vật, hoạt ảnh của nhân vật và kiểu nhân vật 3D của chúng ta rất là đẹp luôn ấy. Không thể nào chê vào đâu được em nhá. Ok, tiếc là con game này nếu mà anh em kiểu không thích cái dòng game nó cứ sáng nóa như này ấy, thì đây không phải là game phù hợp cho anh em. Con game này thì có cái màn nó hơi sáng, có cái map nó hơi sáng, có cái màn hình nó hơi sáng. Các cái nhân vật của chúng ta kiểu là nó lóe lóe lên nên nhìn nó hơi chói mắt một tí anh em ạ. Chứ còn lại tổng thể game khá là hợp lý, khá là ngon. Tỷ lệ gacha thì tí nữa xong cái video này thì mình sẽ có cái video review cho anh em khoảng tầm 50 hay là gần 100 cái vé quay đấy. Game này thì kiếm vé quay khá là dễ và tiền tệ trong cái tựa game này kiếm cũng khá là ổn. Tỷ lệ nó cũng tạm tạm thôi, không đến nỗi nào. Đấy, game tí nữa cho anh em xem hiệu ứng nhân vật tuyệt vời luôn. Xong cái trận này thì mình cho anh em xem. Game đúng kiểu rảnh tay ID ấy. Offline nhận quà nên là những cái tính năng của cái tựa game khi mà chúng ta lên cái level phù hợp thì nó sẽ bật những cái tính năng auto cho anh em, đỡ mất thời gian. Ví dụ như là khi mà chúng ta leo tháp ấy, một ngày nó chỉ cho anh em tối đa là 10 lần leo tháp thôi. Đấy, sau đó thì nó có cái phần tự động đánh, tự động chuyển map, chuyển tầng. Nên là cũng rất là phù hợp cho anh em. Ngoài ra thì đi ải chúng ta cũng sẽ mở cái tính năng auto đi ải, auto đi chương nha, có nghĩa là một chương thì nó khoảng tầm mấy ải đấy, 5 hay 6 ải gì đó. Sau đó thì chúng ta có thể là bật auto để cho nó đánh được mà không cần phải theo dõi. Cứ làm sao cho nó phù hợp với cái lực chiến là được. Ủa, có vẻ như là mở thêm cái tính năng rank này là chúng ta sẽ nhận được khá là nhiều kim cương đó. Ngon ngon. Nhiều phết này, 200 này. Đây còn thêm cái combat này nữa coi. Rồi, ui 550, rất nhiều kim cương để cho chúng ta. Và đây là nhân vật của chúng ta, hiện tại thì mình chơi được 3 hay 4 ngày gì đó. Sở hữu cái đội hình cũng khá là nhiều SR. Game này thì được cái là từ SR nâng lên SR được. Đấy, từ SR nâng lên SR em nhá, khá là ngon. Game này còn một cái hay nữa mình muốn giới thiệu đến cho anh em, có nghĩa là một cái nhân vật mà anh em đã nâng mắc lên rồi đúng không? Ví dụ như là cái nhân vật nhìn giống như Kata này chẳng hạn. Đấy, thì khi mà chúng ta nâng cái level tối đa, ví dụ như là lên level 80 hay 90, thì anh em có thể là link với một cái nhân vật trong đội hình của anh em và nó sẽ bằng cái level mà nhân vật link của nó có anh em nha. Rất là ngon luôn đấy, rất là tuyệt vời. Hiện tại thì mình đang link bộ đôi với nhau và lực chiến nó đang bằng nhau hết. Còn lại game này nó chỉ có 5 tướng lên trận thôi, nên là cái nhân vật cuối cùng của chúng ta thì sẽ không link vào cái nhân vật level cao được em nhá. Nên hiện tại thì ở đây có cái level 5 năm thôi. Rất là nhiều SR, rất là nhiều ESR ta có thể là nâng cấp lên được. Về nâng cấp nhân vật thì chúng ta sẽ có ép trang bị nha. Và ở đây thì nó sẽ có một cái dạng ngọc, dạng thẻ bài. Đấy, mỗi nhân vật thì nó sẽ có cái thẻ bài tương ứng. Nhưng mà ở đây thì mình thấy là khi mà nó có cái thẻ bài tương ứng ấy, của chính cái nhân vật đó thì nó lại không kích hoạt được cái gì cả. Mình thấy là như vậy. Đó, chúng ta có Soul Skill. Đây là một trong những cái tựa game mobile mà mình thấy là nó Soul Skill chi tiết nhất cho anh em luôn. Nó có cả cái video Soul Skill cho anh em mà. Rất là tuyệt vời. Ở đây chúng ta sẽ có cái story. Khi mà chúng ta sở hữu nhân vật mới nha, mới roll ra được, thì chúng ta có thể là vào đây nhận 100 kim cương. Nhân vật này thì có cái mấy cái trái đào nhìn nó hơi kinh khủng một tí anh em nha.
Ở đây là dạng kiểu kích hoạt cái nội tại của nhân vật. Rồi, ok, nhân vật thì rất là sexy. Chúng ta có thể là chuyển đổi giữa 3D và 2D. Đấy, đây là 3D nha, đây là 2D hoạt ảnh. Vẽ rất tuyệt vời, rất đẹp. Ok, chúng ta có thể là zoom to nó ra để mà xem chi tiết nhân vật. Mấy cái nhân vật nữ trong đây rất là sexy. Có những nhân vật thì nó không che nhiều, mà có nhân vật thì nó che cũng gần hết anh em ạ. Đây nhân vật này, những cái nhân vật ủa thật lượng lắm anh em ạ. Kiểu game này có hơi có khuynh hướng 18 cộng một tẹo. Đấy, các cái nhân vật rất là chà chà, rất là úi chà chà luôn. Mình cũng chưa để ý là ở đây có những cái nhân vật nữ nào nó sexy một tí nhỉ. Nếu mà anh em yêu thích mô hình anime thì có thể là ủng hộ shop của Review Game. Link mình sẽ để ở phần mô tả của video. Ở đây thì có rất nhiều những cái mô hình anime của các cái bộ anime khác nhau với cái chất lượng được chọn lọc và rất là xịn sò. Anh em nhớ ủng hộ mình nha. Và ở ngay ngoài màn hình chính của chúng ta thì đây sẽ là cái tính năng offline nhận quà. Ở đây mình đã được 2 tiếng rồi. Đấy. Lưu ý cho mình một điều cực kỳ quan trọng với tựa game này, đó là vàng trong đây rất hiếm. Rất hiếm và rất hao, nên là nếu mà kiếm được vàng ở đâu, kiếm nó như thế nào thì anh em cứ múc cho mình nha. Vàng ở đây là cái yếu tố quyết định đến cái việc mà nâng cấp cái lực chiến của nhân vật đấy. Nên là có vàng là có tất cả em nha. Phần setting của chúng ta, game được cái là setting thì cũng khá là ổn. Ở đây có cái phần graphic quality, có nhận chất lượng đồ họa này, very high này, và ở đây nó bật hỗ trợ bật FPS 60. Rất là ngon, tiếc là game hiện tại chưa có tiếng Việt. Khá nhiều ngôn ngữ nhưng mà tiếc không có tiếng Việt nha. Game này mà có tiếng Việt thì cũng rất là ngon anh em ạ. Đây là phần gacha của chúng ta. Đây là gacha nhân vật. 3.000 kim cương ở đây chúng ta có thể là quay được một lần x10. Tỷ lệ ở đây cũng khá khá là thấp đấy. 0,0880%. Tỷ lệ rất là thấp. Tỷ lệ SR là 3%, tỷ lệ R là 5%. Ở đây chúng ta có thể là ước những cái nhân vật mà anh em muốn ở từng cái hệ một để mà có thể là nó ưu tiên ra những cái nhân vật đó nha. Sẽ có bốn cái phần quay, gồm quay cao cấp này, gồm quay quốc gia này, gồm quay friendship là bạn bè, điểm tình bạn. Với lại đây là cái phần quay dạng sử dụng kim cương, vật phẩm tiền nạp mới có nha. Để mà quay và tốn là 60.000 một lần quay. Khủng khiếp không? Không biết là nó có cái phần quà gì mà nó quay để ghê gớm đến như vậy. Rất là nhiều những cái hoạt động của tựa game này có này. Đây là phần hoạt động của game nha. Chúng ta sẽ có cái phần liên quan đến nhân vật. Ở đây chúng ta có thể là tách được nhân vật. Chán cái nhân vật này em có thể là tách bằng 50 tiền, 50 kim cương. Đó, khá là hay, anh em có thể là nâng cấp thoải mái mà không ngò cái gì cả. Mình sẽ up level support này. Rồi. Chúng ta có rất nhiều những cái hoạt động. Chúng ta có phần ghép nhân vật, khi mà roll ra được cái nhân vật trùng chúng ta có thể là vào đây để mà ghép mà nâng cái sao lên cho nhân vật nha. Toàn bộ là liên quan đến phần nhân vật. Còn ở đây là nó liên quan đến bang hội. Đấy. Còn lại thì chủ yếu là những cái hoạt động và sự kiện của game thôi anh em. Tập trung chủ yếu vào đi đánh ải là chính thôi. Thể lực trong cái tựa game này thì cũng rất là dễ dàng anh em nhé. Thể lực rất là thoải mái. Nghịch mãi không hết thể lực anh em ạ. Nên là cái vấn đề thể lực không phải là cái vấn đề khó khăn trong cái tựa game này. Ở đây vẫn còn một. Đây còn 9 này. Còn 9 này mình vẫn chưa nhận được. Nó ở cái map quần què nào vậy? Cái map số 2 này vào của gì ấy? Vào chương 6 này, 5 này, 4 này, 3 này, 2 này. Đây, cái này còn một mấy cái ải mình chưa đánh này. Cái ải này thì với cái lực chiến hiện tại của mình đập một phát chết luôn này. Đây là phần bày binh bố trận khi mà chúng ta bắt đầu vào chiến đấu nhá. Chúng ta sẽ có cái bốn cái đội hình ở đây, anh em lựa chọn. Sau đó thì chúng ta sẽ có thêm các cái phần khác. Rất là nhiều những cái hiệu ứng cho anh em. Và chúng ta có thể là ấn start để bắt đầu chiến đấu này. Bên địch ở bên ta thì xem cái thông tin của nhân vật ở đây, xem cái đội hình ra phù hợp hay không. Đó, và đấy là toàn bộ cái video ngày hôm nay về tựa game Demian Saga, game của nhà phát triển tựa game Playtogether. Nếu mà thấy video của mình có hữu ích, có hay thì đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông thông báo nha.
Còn bây giờ thì chúc anh em chơi game vui vẻ và hẹn lại anh em vào những video sau. Bye bye.